Nếu như mình cảm thấy mà yếu ớt trong người á, hoặc là mình đi ra ngoài về đổ mồ hôi á, thì mình có thể dùng một tí nước pha với muối mình uống vô ha. Đang với bà, đang viết số bà với bà, nhưng mà ở dưới nhận trái. À, con đang viết bài mà con ở dữ dằn vậy đó hả? When you're sick and you go to the hospital, they give you something called saline. Saline is just salt water. But when you leave the hospital, they never talk about it. Your doctor will not talk about it. Ông xã dân nói khi mà mình cảm thấy mệt mỏi và mình tới bác sĩ á, thì bác sĩ sẽ truyền nước cho mình, truyền nước biển cho mình á. Nhưng mà thực chất trong nước biển chỉ là nước muối. Ông bà cô chú xem Lê Ba Ma giúp mẹ lột trứng nha. Con đang làm gì đó Lê Ba Ma? Trứng. Rồi, con đang lột trứng. Có mấy quả trứng trong đó đó con? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 cái trứng ở đâu? Chánh lấy tay mày coi coi. Đếm thử coi. Ồ, đúng rồi, 5 cái trứng nè ông bà cô chú. Cả nhà con ăn 5 cái trứng cho buổi sáng nè. Còn bên này là mẹ làm món gì đó con? Đi ba ma, mẹ làm món này món gì đây? Cereal. Này là cháo yến mạch rồi con. Cháo yến mạch. Cháo yến mạch. Đúng rồi, tiếng Việt gọi là cháo yến mạch đó con. Cháo yến mạch là gì đó? Này là oatmeal nghe. Này Trân nấu là cháo yến mạch này cả nhà. Xong rồi Trân để táo, cái trái cây ở Trân cắt lên. Cho lát bơ nè. Rồi một ít nho khô nè. Mình trộn lên cho hai con Trân ăn nè. Rồi cho cái trứng vô nữa. Là đầy đủ dưỡng chất dinh dưỡng luôn đó cả nhà. Có yến mạch Trân nấu. Trân chỉ cho muối. Rồi Trân cho hạt chia á. Rồi giờ Trân trộn đều lên cho các con ăn nè. Ngọt tự nhiên của trái nho khô ha. Và trái cây. Chuối nè, tí nữa dân cho chuối, chuối này chuối trong đá dân chưa có cho vô nè. Hai tô của hai con trai Trân nè. Rồi chờ Lia Mama lột trứng xong rồi cho trứng vô trong cháo yến mạch nữa là có một buổi sáng rất là ngon luôn. Ăn sáng rất là ngon. Con có thích ăn không con? Dạ con có thích ăn. Dạ con có thích ăn, giỏi quá. Không chưa con? Dạ không, con chưa xong. À, con chưa xong hả? Trời ơi, giỏi quá. Lê Ba Ma giỏi quá nè. Đâu mẹ coi. Đâu mẹ coi coi, cái vỏ trứng mà. Mẹ coi. Good morning Daddy, chào buổi sáng ba nè. Đây, ông xã cho nó là 6 muối nè, ông bà cô chú. Oh yeah. Yes, I ate my dinner before 2 p.m. yesterday. Ông nói ông ăn ăn tối của ông là trước 2 giờ chiều hôm qua. All my food within 4 hours and I fast for 20 hours. Wow, ông nói ông ăn. And this is the result. Ăn tối sau đó là ông kiêng tới bây giờ là 20 tiếng đồng hồ rồi đó và đây là kết quả nè. There's a healing system in your body called autophagy. So when you fast for over 20 hours you turn on autophagy and it heals your body and it puts your body back into homeostasis. And homeostasis means balance, that your body is balanced. Okay. In every way. Ông nói mình ăn như vậy là mình sẽ làm cho sức khỏe của mình rất là tốt luôn ha và làm cho cơ thể của mình bình thường trở lại với cơ thể ban đầu của mình. You feel healthy, you feel stronger, and everything works. Và mình younger. Mình sẽ cảm thấy rất là trẻ khỏe và đặc biệt rất là trẻ đẹp. This work, this work. This work, this work. Ông nói là tất cả các hoạt động trong cơ thể của ông hoạt động rất là tốt luôn ha. Xong rồi hả con? Đâu mẹ coi coi, trời ơi, con trai là xong rồi. Trời ơi, giỏi quá ơi, con ơi, giỏi quá, vỗ tay, vỗ tay. Good job, see you good, your son kìa đó đi. Another one, okay. Look at that, Lee Mama. Wow, look at that, Daddy. Lovely, lovely. Giỏi quá. Wow, good job, Lee Mama. Sweet. Yeah, nice one, lovely. And I will be proud of you, my boy. Yeah. Con trai làm giỏi, cái là con trai nói là ba sẽ cho con ăn rất là ngon nè. Bình thường ảnh mà làm giỏi, ba ảnh hứa là phải cho ăn ngon. Mà ăn ngon của ảnh là hả hạt đậu phộng với lại hạt bí đó ông bà cô chú. Phải không con? Này, trích lại gì? Ăn ngon là ba cho con ăn gì? Nói mẹ nghe coi. Yeah, street, yeah. À, anh ấy rất là vui với cái kết quả của anh ấy ăn kiêng đó cả nhà, ăn từ 2 giờ chiều mà tới bây giờ có cái bụng ra 6 muối và rất là trẻ khỏe và rất là tốt cho sức khỏe đó cả nhà. Like I said previously, the only thing that we need as human being to work perfectly, like I said previously,
We as human beings, we need this to work perfectly. We need this to work perfectly. We need this to work perfectly, and we need this to work perfectly. And we also need this to work perfectly. Ông nói ông là một con người thì cần phải tất cả các bộ phận phải hoạt động tốt, giống như chân nè, cây hai nè, bụng nè, tim nè, não nè, tất cả phải hoạt động tốt. So regardless what your age, it does not matter how old you are, it's what we're eating, what we're putting into our body, and when we put it into our body. So eating within that 4-hour window is very, very important. It is imperative for us to eat our meal, all meals within 4 hours, and we fast for 20 hours. And that will be healing our body. We turn on the doctor inside our body to fix everything and make us young and strong. Ông nói là không cần biết là mọi người đang ở độ tuổi nào thì đều có thể làm được hết. Mình làm, mình ăn kiêng sẽ làm cho cơ thể của mình trẻ khỏe và làm tái tạo cho cái cơ thể của mình hoạt động lại rất là tốt luôn. Thôi con trai xong nữa rồi, hai cái trứng luôn. Wow, đây là kết quả của con trai nè. Và cái trứng. Ơi, đâu ba cái trứng trong nước? Ờ, còn lại ba cái trứng trong nước hả? Ồ, rồi anh hai lột hai cái trứng, còn lại ba cái trứng trong nước. Giỏi quá. Rồi giờ anh hai lột tiếp nha. Giỏi quá. Good. And during that 20 hours while you're fasting, if you feel hungry, just drink a little bit of hot water with about a half a teaspoon of Himalayan salt or some sea salt, and you will not feel hungry. Ông xã đang nói khi mà mình ăn kiêng như vậy á, mà nếu như mình có đói á, thì mình cứ uống một cái ly nước warm water, yes, nước nóng, mình pha với lại muối, nhưng mà phải là muối biển thiên nhiên nha. Nhà chân thì dùng muối hồng, mà muối hồng thì có rất là nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể luôn. Nên cả nhà nếu như có đói bụng thì mình dùng cái phương pháp ôm xả cho ha. Nước ấm pha với lại muối, nửa muỗng cà phê muối. And of course salt water is very important. When you sick and you go to the hospital, they give you something called saline. Saline is just salt water. But when you leave the hospital, they never talk about it. Your doctor will not talk about it. Ông xã dân nói khi mà mình cảm thấy mệt mỏi và mình tới bác sĩ á, thì bác sĩ sẽ truyền nước cho mình, truyền nước biển cho mình á. Nhưng mà thực chất trong nước biển chỉ là nước muối thôi. Nhưng mà không có ai nói được những cái thành phần trong nước biển cho mình nghe. Nhưng mà ông xã dân đã học từ những ông bác sĩ Mỹ nói về những cái phương pháp đó và những cái gì chứa trong cái nước biển đó, thì ông muốn truyền đạt lại cho tất cả mọi người cùng biết ha. If you're feeling weak, drink some salt water. If you have headache, drink some salt water. Nếu như mình cảm thấy mà yếu ớt trong người á, tại vì thỉnh thoảng á mình cũng cảm thấy yếu trong người á, hoặc là mình đi ra ngoài về đổ mồ hôi á, thì mình có thể dùng một tí nước pha với muối mình uống vô ha. Salt water is one of the most ingredient electrolytes. Và nước muối rất là quan trọng cho cơ thể của mình. Thank you for your information. You're welcome. Cảm ơn bà cô chú đã xem ông xã Trân chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của ổng về cơ thể của mình ha. Cả nhà xem thì nhớ thích nhấn nút like, share, đăng ký kênh cho Trân nha. And please do like and subscribe. Tạm biệt ông bà cô chú. Ô, Victor vô nè, phụ huynh hai hả con? Victor có phụ huynh hai không? Phụ huynh hai là help you á. Help your brother. Xin. Đây ông xã cho ăn cà chua nè với lại hành tây khô đó ông bà cô chú. Rồi. Còn cái này cho ba cho Trân nè, mình sẽ ăn một ít trái cây và giáo yến mạch luôn. Rồi xong nữa rồi hả? Trời ơi, wow, Leo Mama giỏi quá. Đây là kết quả của Leo Mama nè. Còn là hai cái trứng trong nước. Ôi trời ơi, ông bà cô chú nghe con nói tiếng Việt giỏi chưa? Leo Mama lột ba cái trứng và còn lại hai cái trứng trong nước. Giỏi quá con ơi. Rồi con tạm biệt ông bà cô chú nào. Mi giáo bà cô chú. Ôi trời ơi giỏi quá. Hai con ăn sáng nha ông bà cô chú ơi. Rồi Victor ba mẹ ăn cất gần xong luôn rồi. Giỏi quá con ơi. Trời ơi Victor ăn ngon nghe. Victor lấy khăn giấy lau miệng nghe con. Lấy khăn giấy lau miệng cho đỡ rớt mau. Ôi ôi.
Ngon quá hả con? Cháo yến mạch, trứng. Nấu chẳng cho muối thôi chứ không cho gì hết. Đó, trứng, trời ơi, trứng là ăn đầy đủ. Quá. Ôi trời ơi, ngon chưa? Trứng gì nữa? Cháo minh mạch. Cháo yến mạch rồi gì nữa? Hạt chi. Victor đạp xe đạp nè, ông bà cô chú ơi. Trời ơi, chạy. Đấy, chạy, hai anh em đạp xe đạp nha. Ôi trời ơi. Hôm nay trời nắng ấm lên rồi đó cả nhà. Nên cho anh ra ngoài, hai anh ra ngoài chơi những hoạt động ngoài trời nè. Nhiều vitamin D nè, sức khỏe tốt nè, để cho tối anh ngủ ngon nè. Ôi trời ơi, sao để rớt xe vậy, nguy hiểm con. Eo. Đi ba ma đạp xe đạp ha. Dạ. Wow, tay đua. Tay đua đạp xe đạp dữ quá. Victor, xe đạp của con đâu hả? Xe đạp sao để ngã rồi? Đi ba ma chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Vui lòng. Vui lòng. Nhấn nút. Nhấn nút. Đăng ký kênh. Chào mấy con. Để cập nhật. Để cập nhật. Video mới. Video mới. Giỏi quá. Được. Xin chào ông bà. À bà. Cô chú. Anh chị em. Anh chị em. Mít chú, mít chú, mít. Kì con bươm vàng. Kì con bươm vàng. Xòe đôi cánh. Bươm bươm bay. Bươm bươm bay đôi ba vòng. Em ngồi xem. Em ngồi xem. Kì con bươm vàng. Kì con bươm vàng. Xòe đôi cánh. Xòe đôi cánh. Bươm bươm bay đôi ba vòng. Bươm bươm bay đôi ba vòng. Em ngồi xem. What's your name? I am How old are you? Ok, con tên gì? Con tên Yubama. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên Trang. Ba con tên gì? Mommy, do you want to ride the bicycle? No, thank you. Ba con tên gì? Michael. Giỏi quá. Nhà con ở đâu? Nhà con ở Mỹ. Nhà con ở Mỹ, giỏi. Đi ba mà, nhà con ở đâu? Con ở Mỹ. Giỏi quá. Con sống ở bang nào? Tôi sống ở bang Washington. Giỏi quá. Bye, little car. What do you say? Thank you, girl. Đúng rồi, good job. Thì bạn gái cho ảnh kẹo, ảnh nói cảm ơn không bà cô chú. Thank you to Victor, say thank you. Wow, đẹp quá. Bao nhiêu chiếc xe vậy con? Đếm mấy chiếc xe? But where's the police car, mommy? Hả? Where's the police car? Ok. Trời ơi, đẹp quá. Lì ba ma xếp đẹp quá kìa. Lì ba ma, Victor không có phát quên hai. Wow. Cha. Thương con. Cha ghét mẹ. Mẹ thương con. Cha ghét mẹ. Cha nhớ cha. Chị nhớ. Sẽ là nhớ. Lo là cười. Một con vịt. Yeah. Nó kêu rằng quack 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 quack. Rồi Victor hát theo bài hát luôn, hay quá ta ơi. Baby ơi, tại sao không nhảy vậy baby ơi? À baby ơi, sao baby không nhảy vậy trời nhỉ baby? Chào mừng ông bà cô chú xem Lee Obama viết số nè ông bà cô chú. Đẹp ghê chưa? Wow. 173. Nói tiếng Việt đi con. 100 mấy? 174. Rồi đúng rồi, 174. Wow, đẹp quá. 174 rồi tới mấy? 175. 175. 175. Đúng rồi.
Đẹp quá con ơi. Rồi tới phiên trăm mấy nữa? 76. Rồi 176 đẹp. Kê cái đầu cao lên con. Đúng rồi, giỏi. 177. Ừ, đẹp quá. 178. Đúng rồi. Tự nhiên là I can do it by myself. Đúng rồi, ảnh dịch qua đó. Còn Trần nói tiếng Việt, ảnh tự dịch ra tiếng Anh đó. Đang viết bài. Đang viết số bài viết bài. Nhưng mà ở dữ dằn dài. À, con đang viết bài mà con ở dữ dằn vậy đó hả? Dạ. Ôi, con viết tới số mấy rồi? Số 82. Rồi, 182 chứ, đúng không? Đúng. Dạ, đúng rồi, thưa mẹ. Con hát 50 State cho mẹ ơi. Mẹ ơi, con bận viết bài rồi mẹ ơi. À, con bận viết bài rồi ha. Con bận viết số rồi. Ồ, vậy ha. Chàng nói ảnh là họ hát bài 50 bang của nước Mỹ. Anh nói ảnh bận viết bài rồi đó ông bà cô chú. 50 bang là 50 States mẹ ơi. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, Lê Mama giỏi quá. Anh dịch qua tiếng Anh luôn đó cả nhà. Chân nói 50 bang của nước Mỹ, anh nói là hả 50 bang là 50 state trong tiếng Anh. Anh hai viết bài, anh Victor ngồi xem TV nè ông bà cô chú. Victor helicopter tiếng Việt gọi là gì con? Là máy bay trực thăng. Đúng rồi, máy bay trực thăng. Hai cha con học bài nè ông bà cô chú. Một người là mua giày cho con, còn một người là viết bài. Ba anh đang tìm những cái đôi giày da cho con trai ổng trên mạng á. Ôi, con viết tới 201 luôn, đẹp quá con ơi. Giống 200. Giống 200 nè mẹ ơi, đây này, đây này, đây này. Giống số mấy? Số 200. Ồ, giống 200 thôi, đâu mẹ coi coi. Wow, đẹp quá. Wow, bên này viết 200, còn bên này viết tới 201. Bà cô chú thấy con viết số đẹp chưa? Wow. Hôn ba cái đi con. Ba mua giày cho con kìa, nó cảm ơn ba. Victor hôn ba kìa. He want to kiss you kìa, daddy. Nice. Cả nhà xem video nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho gia đình Trân nha. Trân cảm ơn cả nhà. Tạm biệt.